Mùa cao điểm năm học mới bắt đầu từ khoảng tháng 6 đến hết tháng 9. Đây cũng là thời điểm nhiều gia đình đến các cửa hàng để chọn cho con em mình một chiếc xe ưng ý, với đa dạng các loại xe và mức giá. Mỗi ngày, cửa hàng này tư vấn và bán được khoảng 5 đến 15 xe cho khách hàng. Trong cái thời điểm mùa cao điểm như thế này thì doanh số của xe máy xe điện Việt Thanh thì vẫn giữ tương đương với mức sản lượng bán ra trong thị trường của năm ngoái. Thì doanh số bán trung bình một cửa hàng là khoảng từ 5 đến 15 xe. Thì đấy là cái doanh số bán của mùa vụ năm nay. Đối với dòng xe điện thì dao động sẽ từ khoảng là từ 11 triệu đến 18 triệu. Còn đối với xe 50cc thì sẽ có phân khúc giá cao hơn so với xe điện, là trên 20 triệu mới có thể mua được các dòng xe 50cc. Và 50cc thì cũng phân ra là xe số và xe tay ga, thì mức giá dao động của xe số sẽ rẻ hơn. Ở khoảng giá 20 triệu là đang là cái mức phổ thông chung, đặc biệt là các thành phố lớn như là Hà Nội và Hồ Chí Minh, Hải Phòng. Ở một cửa hàng khác tại quận Hai Bà Trưng, doanh số bán các mẫu xe điện và xe dưới 50 phân khối lại tăng so với các năm trước. Thời điểm này năm ngoái và so với năm ngoái thì là thời điểm năm nay thì có xu hướng tăng lên khoảng 30%, là nhu cầu không chỉ học sinh nữa mà còn có các chị hoặc là các bác lớn tuổi muốn chọn đi xe nặng quen rồi, chán rồi thì muốn chọn những cái xe nhẹ nhàng hơn, hoặc là các bạn sinh viên vừa mới ra trường, chưa kinh tế còn hạn hẹp nên là chọn những cái xe giá cả phải chăng. Dù doanh số tăng hay vẫn duy trì ổn định như các năm trước, thì trong mùa cao điểm năm nay, cả hai hệ thống cửa hàng đều ghi nhận doanh số của xe dưới 50 phân khối tốt hơn xe điện. Như thời điểm hiện tại thì xe máy có vẻ nhỉnh hơn một chút, nó tầm khoảng 60-40, khoảng 60% xe máy và 40% là xe điện. Cụ thể là xe điện thì đang có cái phần giảm sút mạnh khoảng 40%, tức là xe 50cc đang được ưa chuộng hơn, sẽ bán được tốt hơn trong thị trường mùa vụ năm nay. Lý giải về việc xe máy dưới 50 phân khối có doanh số tốt hơn, đại diện các cửa hàng cũng chia sẻ có nhiều lý do khác nhau và chủ yếu vẫn là nhu cầu của mỗi người. Cũng mà tùy vào nhu cầu của khách hàng thôi. Xe xăng thì thuận tiện hơn nên là không phải sạc điện, chỉ đổ xăng là đi, nên là tùy vào nhu cầu mỗi nhà. Thì có rất là nhiều những vụ về cháy nổ hoặc là những rủi ro riêng về xe điện. Nhưng mà mọi người đang hiểu nhầm rằng là xe điện là nguyên nhân gây cháy nổ. Thế nên là đang có một cái định kiến không tốt về xe điện. Dù là xe máy dưới 50 phân khối hay xe điện, khi đã tham gia giao thông cũng phải tuyệt đối chấp hành luật an toàn giao thông đường bộ. Các phụ huynh cần trang bị cho con em mình đầy đủ kiến thức và kỹ năng giao thông trước khi giao phương tiện cho các em, tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.